Vâng, xin kính chào quý khách. Hiện tại quý khách đang xem livestream trực tiếp tại showroom Thưởng Mô Tô số 415 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, và chi nhánh tại Hà Nội đó chính là số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Hôm nay thì admin của showroom Thưởng Mô Tô sẽ livestream trực tiếp với phiên bản Honda CR 125 phiên bản độ vừa được showroom Thưởng Mô Tô cho ra lò. Hôm nay thì admin của showroom Thưởng Mô Tô sẽ giới thiệu đến quý khách. Đây là những phiên bản độ của CR 125 vừa được những nhân viên kỹ thuật của bên showroom Thưởng Mô Tô vừa độ cho ra lò. Với con Honda CR 125 này, với phiên bản độ với gói độ 9 món sẽ mang đến sự hài hòa và mạnh mẽ cũng như là phong cách rất là bụi giữa phố Sài Gòn. Với Honda CR 125 này thì được showroom Thưởng Mô Tô độ với nhiều món độ, có thể nói đến như là mà này đã được hạ xuống ghi đông ngang như hết nhé, ghi đông là ghi đông inox ạ. Các bác thấy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô hết nhé. Dạ xin chào anh Đỗ Quang Long ạ. Dạ hiện tại bên em có dòng MX King anh nhé, anh vui lòng để lại số điện thoại và nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ nhân viên bên em ạ. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và với ghi đông ngang inox này thì sẽ mang đến cảm giác lái thật sự là thoải mái và an toàn cho quý khách nhé. Quý khách hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Hiện tại thì quý khách đang xem livestream trực tiếp tại showroom số 415 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Và chi nhánh thứ hai đó chính là số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Hiện tại thì showroom Thưởng Mô Tô sẽ mở cửa chào đón quý khách từ lúc 8 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều hàng ngày. Và showroom Thưởng Mô Tô đã và đang liên kết với ngân hàng hỗ trợ cho tất cả quý khách hàng mua xe trả góp tại showroom Thưởng Mô Tô quý khách nhé. Và hôm nay thì admin của showroom Thưởng Mô Tô sẽ livestream trực tiếp với bản độ Honda CR125 vừa được showroom Thưởng Mô Tô cho ra lò. Quý khách hãy để lại thông tin cũng như là số điện thoại của mình và nhận được sự tư vấn cũng như là cập nhật giá chính xác nhất quý khách nhé. Quý khách hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô, xin cảm ơn quý khách rất là nhiều. Dạ xin chào anh Vũ Anh Quy ạ. Dạ rồi, anh vui lòng để lại số điện thoại và nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ nhân viên bên showroom Thưởng Mô Tô nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô, xin cảm ơn anh ạ. Dạ xin chào bạn Hương Trang ạ. Dạ em MX King màu đen á, màu đen thì bên mình không còn màu đen nữa nhé, bên mình còn màu đen nguyên con thì không còn nha bạn nhé, chỉ còn màu đen phối với màu đỏ, màu Movita đó. Bạn có thể để lại số điện thoại và nhận được tư vấn từ nhân viên bên mình ạ. Bạn hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô chứ không bạn. Với gói độ Honda CR125 này thì quý khách có thể thấy đây là mình lên cặp lớp to. Thì với cặp lớp to trước sau này thì tạo cảm giác lái và mang đến sự mạnh mẽ như là chắc chắn cho đến con xe hơn. Đây quý khách có thể xem nè. Với lớp to hơn với lớp zin bình thường như khách nhé. Và cả trước và sau ạ. Dạ xin chào anh Minh Đức ạ. Dạ hiện tại thì showroom Thưởng Hà Nội thì có GBX Demon thì chưa có về hàng anh nhé. Anh vui lòng liên hệ trực tiếp showroom mà nhận được thông tin cụ thể ạ. Dạ và với cái gói độ thứ hai thì quý khách có thể thấy đây là xi nhan được thay thế bằng xi nhan hộp gà có lưới nha quý khách nhé. Và xi nhan này thì được thay thế cả trước và sau. Với so với xi nhan riêng thì khi mà mình thay thế bộ xi nhan hộp gà lưới này vào thì nhìn nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều và mang đến sự mạnh mẽ hơn. Với kết hợp với đầu đèn thì đầu đèn này thì bên mình sẽ giữ lấy đầu đèn kia nhưng mà xi inox lại, nhìn nó sẽ đẹp và sáng hơn rất nhiều.
Với tổng thể dàn đầu thì kết hợp với đồng hồ số. Dạ xin chào anh Nguyễn Văn Linh ạ. Dạ rồi anh vui lòng để lấy số điện thoại bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình anh nhé. Anh ấy like và share ủng hộ Thượng Mô Tô, xin cảm ơn anh. Dạ còn về phần bô thì quý khách có thể thấy đây với cây bô độ theo phong cách cà phê laser. Thì với cây bô này thì sẽ mang đến âm thanh rất là ấm và uy lực. Thì tí xíu nữa thì admin sẽ nổ máy thử cho quý khách nghe nhé. Quý khách hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Về tổng thể màu sơn thì quý khách có thể thấy là được sơn lại với màu xám bạc ạ. Với màu xám bạc này thì kết hợp với những phụ kiện bằng inox thì quý khách có thể thấy nhìn con xe nó rất là sáng và rất là có phong cách đúng không ạ. Về cái bộ phận độ tiếp theo quý khách có thể thấy đó chính là yên xe. Thì yên xe được bọc lại bằng một loại da với màu nâu. Da này bên mình bọc da tốt như quý khách nhé, tạo cảm giác ngồi rất là êm ái. Đây là phần đèn hậu và đèn xi nhan giống khi nãy là admin mình đã chia sẻ. Thì xi nhan thì đã được thay thế bằng xi nhan nhỏ gọi là xi nhan hộp gà có lưới. Và đèn hậu thì được tích hợp với đèn hậu tròn nhỏ. Và đây là lớp sau. Lớp sau được thay thế bởi lớp to hơn nhé. Dạ xin chào bạn Võ Tài ạ. Sachia thì khoảng trong tuần sau thì bên mình sẽ có hàng về lại anh nhé. Anh có thể liên hệ đến showroom Thưởng Mô Tô để đặt cọc hoặc là để lại số điện thoại nhận được sự tư vấn từ nhân viên bên em ạ. Anh ấy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô, xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin chào anh Lê Hòa. Hồng dòng Honda 160 Hornet bên mình thì chưa có hàng anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô, xin cảm ơn anh. Dạ xin chào anh Lâm Thái Bình. Cảm ơn anh đã để số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô, xin cảm ơn rất là nhiều. Hiện tại thì quý khách đang xem live stream trực tiếp tại showroom số 415 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Và chi nhánh tại Hà Nội đó chính là số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Hiện tại thì showroom Thưởng Mô Tô sẽ mở cửa chào đón quý khách từ lúc 8 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều hàng ngày. Và showroom Thưởng Mô Tô đã và đang liên kết với ngân hàng hỗ trợ cho tất cả quý khách hàng mua xe trả góp tại showroom Thưởng Mô Tô quý khách nhé. Và hôm nay thì admin showroom Thưởng Mô Tô đang live stream trực tiếp với dòng xe Honda CR125 phiên bản độ vừa được nhân viên của showroom Thưởng Mô Tô cho ra lò. Với phiên bản độ Honda CR125 này thì với gói độ tổng thể là 9 món thì kết hợp với màu sơn xám bạc mang đến nhìn tổng thể một con xe rất là đẹp và rất là phong cách đúng không ạ. Quý khách hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Cảm ơn quý khách rất là nhiều. Dạ xin chào anh Vũ Anh Quý. Dạ, cảm ơn anh đã để lại số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Dạ cảm ơn anh Lê Trọng Vượng đã để lại số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô, cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin chào anh Bùi Quyền Xăm Hình ạ. Anh hãy để lại số điện thoại và nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ nhân viên bên em anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Dạ xin chào anh Thái Công Thành ạ. Anh vui lòng để lại số điện thoại và nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ nhân viên bên em anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin chào anh Nguyễn Đức Trung. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô. Cảm ơn anh ạ.
Dạ xin chào bạn Sóc Đỏ. Bạn vui lòng để lại số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình nhé. Đây quý khách có thể thấy là đồng hồ cơ có số này quý khách nhé. Ở đây là admin đã đề thử máy cho quý khách nghe tiếng bô ạ. Dạ xin chào bạn Kim Thanh Trà. Bạn vui lòng để lại số điện thoại và nhận được tư vấn hỗ trợ từ nhân viên của bên showroom Thuận Mô Tô bạn nhé. Bạn hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ xin chào bạn Phú Tuân ạ. Dạ hiện tại thì dòng Benelli 500 bên mình đã hết hàng rồi anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô. Xin cảm ơn rất là nhiều. Đây là nhìn tổng thể phía sau của con xe độ CR125 này quý khách nhé. So với phiên bản zin thì nhìn rất là gọn gàng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Quý khách hãy để lại thông tin cũng như là số điện thoại và nhận được tư vấn hỗ trợ từ nhân viên bên showroom Thuận Mô Tô về Honda CR125 phiên bản độ này quý khách nhé. Quý khách hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô. Xin cảm ơn quý khách rất là nhiều. Dạ xin chào anh Phong Nguyễn ạ. Dạ rồi anh vui lòng để lại số điện thoại và nhận được sự tư vấn từ nhân viên của bên showroom Thuận Mô Tô nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ xin chào anh Huy Tú ạ. Dạ hiện tại thì admin của showroom Thuận Mô Tô đang livestream trực tiếp tại số 415 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức đây ạ. Anh có thể đến trực tiếp địa chỉ nói trên để mình xem xe trực tiếp ạ. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin chào anh Thịnh Quỳnh ạ. Anh hãy để lại số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình về con độ Honda CR125 này anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô ạ. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ xin chào anh Nhật Văn Phan ạ. Anh vui lòng để lại số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin chào anh Trương Thế Anh ạ. Anh vui lòng để lại thông tin, bên mình sẽ liên hệ lại hỗ trợ tư vấn cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô ạ. Hiện tại thì quý khách đang xem livestream trực tiếp tại showroom số 415 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Và hôm nay thì admin của showroom Thuận Mô Tô đang livestream trực tiếp xe Honda CR125 phiên bản độ vừa được nhân viên showroom Thuận Mô Tô cho ra lò. Với phiên bản Honda CR125 phiên bản độ này được showroom Thuận Mô Tô độ chi tiết với 9 món. Và bây giờ mình nhờ một anh nhân viên dẫn con xe phiên bản riêng ra để mình livestream quay trực tiếp cho quý khách hàng dễ so sánh với khách hàng nhé. Dạ xin chào anh Nguyễn Anh Hoa. Dạ bên mình không có bán dòng Win nhé. Xin cảm ơn rất nhiều anh đã like và share với chúng tôi. Đây và trước mắt quý khách đây có thể thấy là admin của showroom Thuận Mô Tô đang livestream cận cảnh một bên là xe Honda CR125 phiên bản zin và một bên là phiên bản độ đây quý khách nhé. Quý khách có thể xem cận cảnh và so sánh một cách dễ dàng hơn. Thì trước mắt của chúng ta đây có thể nhìn thấy cái phần lớp xe so với phiên bản lớp xe zin thì lớp xe phiên bản độ nó to rất là nhiều, thì chắc chắn một điều là đem đến cảm giác lái an toàn hơn đúng không ạ?
Và về phần đèn đèn chiếu sáng thì quý khách có thấy phiên bản Honda CR125 Serin thì phiên bản đầu đèn vuông, còn được showroom Thuận Mô Tô mình đổi lại đầu đèn tròn nhé. Đây mình sẽ quay cận cảnh Honda CR phiên bản zin. Đây là đồng hồ ạ, đồng hồ của phiên bản zin quý khách nhé, và di động của phiên bản zin ạ. Di động phiên bản zin thì có hình chữ U đây quý khách nhé. Dạ xin chào anh Khải Nguyễn ạ. Dạ hiện tại thì bên mình dòng G6 không có hàng anh nhé. Anh thấy like và xe ủng hộ Thuận Mô Tô, xin cảm ơn rất nhiều. Đây quý khách có thể thấy. Và đây là bên phiên bản độ đây ạ. Được thay thế bởi ghi đông ngang inox, đây quý khách có thể thấy bằng việc rõ ràng. Ghi đông ngang inox. Và đồng hồ. Đồng hồ cơ có số đây ạ. Đây quý khách có thể thấy. Thì khi admin của showroom Thuận Mô Tô livestream như thế này thì quý khách hàng có thể dễ dàng so sánh giữa phiên bản zin và phiên bản độ. Và đây là bô zin của xe CR125 đây ạ. Bô zin đây ạ. Đây. Quý khách có thể thấy bô zin của CR125 ạ. Và đây là bô độ đây ạ. Nhìn rất là mạnh mẽ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Dạ xin chào anh Quy Hoàng ạ. Dạ anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô anh nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Và đây là yên zin của con CR125 nữa nhé. Dạ xin chào anh Quỳnh Hiếu ạ. Dạ rồi anh vui lòng để lại số điện thoại bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn hậu thuẫn mô tô ạ. Dạ xin chào anh Trường OK ạ. Dạ chào anh, anh hãy like và share ủng hộ hậu thuẫn mô tô ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và đây là quý khách có thể thấy là cặp xi nhan của xe phiên bản zin thì nhìn nó rất là to đúng không ạ. Đây xi nhan hai bên ạ. Nhìn nó dè ra hai bên rất là rộng đúng không ạ. Đây là xi nhan sau đây. Này quý khách có thể thấy. Xi nhan sau đó. Đấy. Cả xi nhan trước và sau thì có cái độ dè ra rất là rộng. Còn sau khi được khi đã độ lại với cặp xi nhan hộp gà nhỏ có lưới này thì quý khách có thể thấy nhìn nó rất là gọn. Nhìn rất là phong cách đúng không ạ? Dạ chào anh Hải Chiều ạ. Dạ rồi, tí xíu nữa admin sẽ nổ máy lại một lần nữa cho mình nghe anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô, xin cảm ơn rất nhiều. Đây quý khách có thể nhìn cận cảnh và so sánh chi tiết giữa phiên bản zin và phiên bản độ của con Honda CR125. Dạ xin chào anh Quỳnh Hiếu ạ. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô, xin cảm ơn rất là nhiều. Đây là phía trước ạ. Dạ xin chào anh Tony Cà Gót ạ. Anh vui lòng để lại số điện thoại và nhận được tư vấn hỗ trợ từ nhân viên bên showroom Thuận Mô Tô anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô, xin cảm ơn rất là nhiều. Và còn một đặc điểm nữa, nãy giờ admin của showroom Thuận Mô Tô chưa nhắc đến. Đây quý khách có thể thấy đây chính là dè. Dè trước của phiên bản zin. Và đây sau khi độ lại. Nhìn nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Quý khách hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô hết nhé. Hiện tại thì quý khách đang xem livestream trực tiếp tại showroom Thuận Mô Tô. Số 415 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Và chi nhánh thứ hai tại Hà Nội đó chính là số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Hiện tại thì showroom Thuận Mô Tô sẽ mở cửa chào đón quý khách từ lúc 8 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều hàng ngày. Và showroom Thuận Mô Tô đã và đang liên kết với ngân hàng hỗ trợ cho tất cả quý khách hàng mua xe trả góp quý khách hàng nhé.
Và hôm nay thì admin của showroom Thưởng Mô Tô đang live stream trực tiếp với xe Honda CR125 phiên bản độ, vừa được nhân viên showroom Thưởng Mô Tô cho ra lò. Mọi thông tin chi tiết quý khách cần biết vui lòng để lại thông tin hoặc là số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn hỗ trợ cho quý khách. Quý khách thấy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Xin cảm ơn quý khách rất là nhiều. Dạ xin chào anh Nguyễn Anh Đức ạ. Anh vui lòng để lại số điện thoại và nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ nhân viên bên em anh nhé. Anh nói like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Uy Tú đã để lại số điện thoại. Bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin chào anh Duy Đa Sơ ạ. Anh vui lòng để lại số điện thoại và nhận được sự tư vấn hỗ trợ từ nhân viên bên em anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. À và như giữ lời hứa thì bây giờ admin của showroom Thưởng Mô Tô sẽ nổ máy để cho quý khách hàng nghe lại tiếng bô một lần nữa. Đây, quý khách hàng có thể nghe thấy được tiếng bô của CR125 phiên bản độ không ạ? Nghe rất là ấm và rất là uy lực đúng không ạ? Dạ xin chào bạn bé xinh trai ạ. Bạn vui lòng để lại số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình luôn nhé. Bạn hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ xin cảm ơn bạn Trương Thế Anh đã để lại số điện thoại. Bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình luôn nhé. Bạn hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng cần biết về phiên bản độ này thì quý khách vui lòng để lại thông tin hoặc là số điện thoại trên fanpage của Thưởng Mô Tô. Sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình quý khách nhé. Quý khách hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều. Dạ xin chào bạn Phong Nguyễn ạ. Bạn vui lòng để lại số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình bạn nhé. Bạn hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô ạ. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ xin cảm ơn anh Thành Võ đã để lại số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thuận Mô Tô ạ. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ xin chào anh Trà Nguyễn ạ. Anh vui lòng để lại số điện thoại, bên mình có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình về con CRF150L anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin chào anh Phạm Vinh ạ. Anh vui lòng để lại số điện thoại, bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ Thưởng Mô Tô ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ và hiện tại thì quý khách đang xem live stream trực tiếp tại showroom Thưởng Mô Tô số 415 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức và chi nhánh tại Hà Nội, đó chính là số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Hiện tại thì showroom Thưởng Mô Tô đã và đang liên kết với ngân hàng hỗ trợ cho tất cả quý khách hàng mua xe trả góp tại showroom Thưởng Mô Tô quý khách nhé. Và showroom Thưởng Mô Tô sẽ mở cửa chào đón quý khách từ lúc 8 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều hàng ngày.
Và hôm nay thì admin showroom Thưởng Mô Tô đang livestream trực tiếp cận cảnh xe Honda CR 125 phiên bản độ vừa được showroom Thưởng Mô Tô cho ra lò. Và mọi thông tin cần biết về phiên bản độ Honda CR 125 này thì quý khách vui lòng để lại thông tin hoặc là số điện thoại trên fanpage Thưởng Mô Tô. Bên mình sẽ có nhân viên gọi đến tư vấn và hỗ trợ cho quý khách nhé. Và giờ đây thì quý khách xin kính chúc quý khách có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Và xin chào và hẹn gặp lại quý khách. Xin cảm ơn quý khách rất là nhiều.